Pi Network có tạo lên một lớp triệu phú mới. Xin chào các bạn, trả lời cho câu hỏi sẽ có một lớp triệu phú mới dành cho những ai đào Pi Network hay không? Câu trả lời là có. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Có thể nó cũng sẽ không chính xác, nhưng tuy nhiên nhìn vào những gì mà các đồng coi tốt khác đang làm được thì mình tin rằng những ai tin vào Pi, chờ đợi sự thành công của Pi sẽ trở thành một lớp triệu phú tương lai. Dĩ nhiên, sự thành công của Pi Network không chỉ trông chờ vào niềm tin của riêng mỗi bản thân mình, mà nó phải là sự tổng hợp của rất nhiều các yếu tố, ví dụ như là sự minh bạch của dự án, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Pi Network, công nghệ và độ an toàn trong bảo mật của mạng blockchain Pi, vân vân và còn rất nhiều các yếu tố khác nữa. Để đảm bảo rằng cộng đồng chấp nhận và đưa Pi Network vào sâu và rộng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, với tham vọng là một hệ sinh thái khổng lồ trong thế giới tiền điện tử, Pi Network thể hiện rõ cái tham vọng sẽ là bá chủ trong mảng ứng dụng công nghệ blockchain trong thế giới tài chính tương lai, khi mà Pi Network sẽ trở thành một phương thức thanh toán chủ yếu trong việc trao đổi hàng hóa hàng ngày của dân chúng. Với những tham vọng như thế, những ai sở hữu số lượng Pi đủ lớn hoàn toàn có thể trở thành một lớp triệu phú mới trong tương lai. Các bạn có niềm tin đó giống mình hay không?